Tối ngày 4 tháng 7, thêm 360 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 trong ngày lên 887 ca. Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 4 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 360 ca mắc COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 169 ca. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 trong ngày là 887 ca, riêng trong nước là 873 ca. Trong ngày có 176 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam. Tính từ 12 giờ 30 phút đến 19 giờ ngày 4 tháng 7, có 360 ca mắc mới, bệnh nhân từ 19.571 đến 19.933. 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị. 356 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, 169 ca, Bình Dương 76 ca, Long An 52 ca, Tiền Giang 29 ca, Quảng Ngãi 8 ca, Phú Yên 5 ca, An Giang 5 ca, Đồng Tháp 4 ca, Nghệ An 3 ca, Huế 1 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Bến Tre 1 ca, Bắc Giang 1 ca, Đà Nẵng 1 ca, trong đó 335 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu vực đã được phong tỏa. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh đăng ký bổ sung trên hệ thống quốc gia quản lý các ca bệnh COVID-19 vào chiều ngày 4 tháng 7 năm 2021, danh sách 3 ca bệnh, bệnh nhân 19.609, 19.610 và 19.612 đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly. 176 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 4 tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 887 ca mắc mới, 14 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang, 6 ca, Thái Bình 4 ca và Quảng Trị 4 ca. 873 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, 599 ca, Bình Dương 87 ca, Long An 72 ca, Phú Yên 32 ca, Tiền Giang 29 ca, Khánh Hòa 9 ca, Quảng Ngãi 8 ca, Đồng Tháp 6 ca, An Giang 6 ca, Bình Định 4 ca, Bắc Giang 3 ca, Nghệ An 3 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 2 ca, Vĩnh Long 2 ca, Hải Phòng 2 ca, Tây Ninh 2 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Ninh Thuận, Trà Vinh, Huế, Bến Tre, Đà Nẵng, mỗi nơi 1 ca. Trong đó có 824 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu vực đã được phong tỏa. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7. Cả thế giới có 184.334.951 ca mắc, trong đó có 168.688.088 ca đã khỏi bệnh, 3.989.175 ca không qua khỏi và 11.657.688 ca đang điều trị. Trong đó có 77.948 ca diễn biến nặng. Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 391.222 ca, số ca không qua khỏi tăng 7.284 ca. Châu Âu tăng 25.912 ca, Bắc Mỹ tăng 8.036 ca, Nam Mỹ tăng 1.206 ca, Châu Á tăng 75.548 ca, Châu Phi tăng 751 ca, Châu Đại Dương tăng 550 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 46.195 ca, trong đó Indonesia tăng 27.233 ca, Malaysia tăng 6.045 ca, Thái Lan tăng 5.916 ca, Philippines tăng 5.966 ca, Campuchia tăng 993 ca, Lào tăng 31 ca và Singapore tăng 11 ca. Tính đến 18 giờ ngày 4 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 18.075 ca ghi nhận trong nước và 1.858 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 16.505 ca, trong đó có 5.045 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 tỉnh, thành phố đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam. Có 7 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Bắc Cạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre và Huế. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện cho 3.416.872 xét nghiệm, cho 8.096.093 lượt người. Tình hình điều trị, có 176 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 313 ca, lần 2 là 132 ca, lần 3 là 74 ca. Số ca không qua khỏi đến thời điểm hiện tại là 86 ca và số ca điều trị khỏi là 7.819 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới, 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 4 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị. Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 4 tháng 7 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.
có 356 ca ghi nhận trong nước, trong đó 52 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Long An, trong đó 40 ca trong khu vực đã được phong tỏa, 12 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Một ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế là nữ, 44 tuổi, có địa chỉ tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, là F1 của bệnh nhân 19.601, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 7, dương tính với SARS-CoV-2. Ba ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Nghệ An, trong đó 2 ca là F1 của bệnh nhân 12.416, đã được cách ly từ trước. Một ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3 và 4 tháng 7 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh, nam 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là F1 của bệnh nhân 16.178, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 4 tháng 7 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 5 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, trong đó 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan đến chợ Màng Màng, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa và Bệnh viện Dã chiến Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 8 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi, trong đó 7 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực phong tỏa, 1 ca có tiền sử về từ thành phố Đà Nẵng, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 7 dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bến Tre là nam, 7 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, là F1 của bệnh nhân 17.046, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 4 tháng 7 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre. 5 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh An Giang là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 4 tháng 7 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang. 4 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp, trong đó 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 2 ca có tiền sử đi về từ Bình Dương đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, Bệnh viện Dã chiến, Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp. 29 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang, trong đó 13 ca có liên quan đến cảng cá Mỹ Tho, 13 ca liên quan đến ngân hàng tại thành phố Mỹ Tho, 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh, 2 ca đang điều tra dịch tễ. 76 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, trong đó 58 ca là các trường hợp liên quan đến công ty tại thành phố Thủ Dầu Một, 15 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 169 ca bệnh ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 162 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 7 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 4 tháng 7 dương tính với SARS-CoV-2. Một ca bệnh ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng, 64 tuổi, có địa chỉ tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 12.856, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 3 tháng 7 dương tính với SARS-CoV-2. Bình Định, 5 người trong một gia đình ở Bồng Sơn nhiễm COVID-19. Ngày 4 tháng 7, tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 3 người sống trong cùng một gia đình với 2 bệnh nhân được công bố ngày 3 tháng 7 ở phường Bồng Sơn, thị xã Hòa Nhơn. Trưa ngày 4 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thông tin về 4 trường hợp dương tính COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn. Tất cả 4 trường hợp này đều liên quan đến chùm ca bệnh tại khu phố 4, phường Bồng Sơn, thị xã Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định đã được Bộ Y tế gắn mã số bệnh nhân. Theo đó, 3 bệnh nhân 19.550, 19.551, 19.553 là F1 sống cùng nhà với bệnh nhân 18.699 và bệnh nhân 18.700 tại khu phố 4, phường Bồng Sơn. Bệnh nhân 19.555 sống gần nhà và là F1 của bệnh nhân 18.699. Bệnh nhân 18.700 ở khu phố 4, phường Bồng Sơn. Các bệnh nhân nói trên đều được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, thị xã Hòa Nhơn từ ngày 3 tháng 7. Kết quả xét nghiệm ngày 4 tháng 7 dương tính COVID-19. Hiện ngành y tế đã tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, kịp thời khoanh vùng, phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp còn lại tại những khu vực có nguy cơ và cách ly phù hợp với các trường hợp F1, F2 theo quy định. Như vậy, hiện tỉnh Bình Định có 13 trường hợp được ghi nhận nhiễm COVID-19, trong đó có 6 bệnh nhân ở tại khu phố 4, gồm 5 người trong một gia đình là các bệnh nhân 18.699, 18.700, 19.550, 19.551
19.553 và một gần nhà là bệnh nhân 19.555. Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước. Nhiều trường hợp mắc bệnh không có biểu hiện lâm sàng hoặc chỉ có triệu chứng lâm sàng nhẹ, chiếm khoảng 80%, nên rất khó để phát hiện và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Để chủ động phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, Sở Y tế Bình Định yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú bằng phương pháp RT-PCR, mẫu gộp hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Số lần xét nghiệm một lần trên người, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, các trường hợp cho kết quả xét nghiệm nghi ngờ mắc COVID-19 thì triển khai các biện pháp như đối với các trường hợp nghi mắc bệnh. Thêm 11 người nghi mắc COVID-19 tại An Giang. Ngành y tế đang truy vết những người tiếp xúc gần với 11 trường hợp nghi mắc COVID-19 tại thành phố Long Xuyên và huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sáng ngày 4 tháng 7, lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, tại huyện An Phú và thành phố Long Xuyên vừa có 11 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, trong đó có 10 người liên quan đến bà LTL, 52 tuổi, ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, một người về từ vùng dịch đã được cách ly ngay. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú và thành phố Long Xuyên đang truy vết các trường hợp F1, F2 nên chưa có con số chính thức. Hiện An Giang có 37 người đang cách ly điều trị COVID-19, trong đó huyện An Phú 5 người, Tịnh Biên 20 người, Châu Thành 8 người, Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang 4 người. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh đã đồng ý cho ngành y tế tuyến huyện trở lên được xét nghiệm nhanh nCoV với bệnh nhân và người chăm sóc. Những trường hợp này phải trả phí xét nghiệm. Các bệnh viện chỉ xét nghiệm đội ngũ y bác sĩ và người bệnh, chưa có dịch vụ để xét nghiệm COVID-19. Người nghèo và cận nghèo có sổ sẽ được xem xét các chế độ miễn giảm chi phí xét nghiệm khi nhập viện, ông Bình nói. Sáng ngày 29 tháng 6, bà LTL, 52 tuổi, ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, đến Trung tâm Y tế huyện An Phú khám bệnh. Tại đây, bà L được nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bà L. Kết quả test nhanh cho thấy chị PTTN, con bà L, 30 tuổi, công nhân tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương, về nhà ngày 14 tháng 6, dương tính với nCoV. Ngoài việc tiếp xúc nhiều người, bà L còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vượt Bắc Giang trở thành địa phương có số bệnh nhân nhiễm COVID-19 cao nhất nước. Với thêm 213 ca nhiễm COVID-19 mà Bộ Y tế công bố vào trưa ngày 4 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 5.865 bệnh nhân COVID-19, chính thức vượt Bắc Giang về địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước. Vào trưa ngày 4 tháng 7, Bộ Y tế cho biết Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 213 ca nhiễm mới, bệnh nhân 19.335 đến 19.547. Trong đó có 211 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Sáng cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thêm 217 ca bệnh. Như vậy, với 430 ca mắc mới trong ngày, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại thành phố là 5.865 bệnh nhân, vượt tỉnh Bắc Giang 5.660 ca, trở thành địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước. Trong ngày 3 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh không có thêm bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi là 523. Đã có 16 bệnh nhân không qua khỏi, chiếm 0,38% ca mắc bệnh. Tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp, khó lường, số lượng ca mắc nhanh. Trong những ngày qua, số ca mắc mới liên tục nằm ở mức 3 con số. Trước tình hình đó, ngành chức năng đã có những thay đổi trong công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng trong đợt cao điểm nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19. Về việc khoanh vùng, thành phố sẽ tiến hành xác định khu vực khoanh vùng trong 1 giờ hoặc sớm hơn nữa ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định nhiễm COVID-19 để có căn cứ khoanh vùng. Nhân viên điều tra dịch tễ sẽ tiến hành điều tra nhanh các ca F0 kết hợp với đánh giá thực địa để có cơ sở khoanh vùng phạm vi xử lý. Đối với công tác điều tra dịch, xác định các mốc dịch tễ của F0, lập danh sách F1 gần, F1 xa và F2 của F1 gần sẽ được điều tra theo thực tế tiếp xúc, không theo hộ khẩu. Người có hộ khẩu nhưng không sống tại địa phương, không tiếp xúc thì không được tính. Ngược lại, đối với người dù không có hộ khẩu nhưng lại có sinh hoạt trong khu vực, thân nhân, bạn hữu thăm viếng thì vẫn phải lập danh sách người tiếp xúc. Đồng thời, những người tiếp xúc với F0 sẽ được phân loại về mức độ nguy cơ tiếp xúc, từ đó sẽ lên phương án xử lý thích hợp. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tùy theo từng đối tượng sẽ có các nguyên tắc riêng. Đối với tất cả các trường hợp F1, sau khi được lập danh sách sẽ được chuyển ngay về khu cách ly tạm thời của quận huyện để điều tra dịch tễ. F1 sẽ được làm test nhanh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm khẳng định RT-PCR.
Nếu kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2 thì xử lý như trường hợp nhiễm trong khi chờ kết quả khẳng định RT-PCR. Các mẫu xét nghiệm khẳng định RT-PCR sẽ được chuyển khẩn về phòng xét nghiệm theo sự điều phối của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, thành phố và có kết quả xét nghiệm trong 12 giờ hoặc sớm hơn. Các đối tượng khác như F2, xét nghiệm mở rộng, sẽ được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và lấy mẫu gộp theo từng hộ gia đình hoặc 2-3 hộ trong cùng một mẫu gộp để thuận lợi cho việc truy vết sau này. Nếu kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2 thì xử lý như trường hợp nhiễm trong khi chờ kết quả khẳng định RT-PCR. Bên cạnh đó, việc tổ chức lấy mẫu được thực hiện theo nhóm đối tượng nguy cơ để tránh lây nhiễm chéo khi lấy mẫu. Từng hộ sẽ được mời lần lượt ra các điểm lấy mẫu, bắt đầu từ hộ nguy cơ thấp nhất.